Samira là quân cờ nổi lên cuối mùa 9 khi kỹ năng được cải tiến rất nhiều. Và chuyển sang 9.5 thì bóng hồng này còn nuôi được thêm một con pet cực tín, đó là Naviri. Con cún này vừa kích thách đấu cho Samira mà còn có nội tại Darkin cho cô những chú cún con sau khi Naviri bị hạ gục. Với lượng mana ít ỏi thì khi kết hợp với Blue, Samira sẽ thả chó lên tọi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng kiểm chứng sức mạnh của cặp đôi song sát này qua trận đấu của cô nàng xinh đẹp Emily Wang nhé. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Cô nàng của chúng ta cùng 7 người khác tiến đến khe nước bất ổn. Kết thúc ba round quái đầu, Emily có 5 mảnh trang bị là cung, váy, giáp, nịt và găng. Nâng cấp đầu tiên là bậc vàng. Kho báu chôn giấu mang lại các mảnh trang bị theo từng round sẽ giúp cô tối ưu đồ và đánh chuỗi thắng. Nhưng để so sánh với lò rèn thần thoại thì lò rèn có phần nhỉnh hơn chút vì đồ on sẽ có hiệu ứng khắc bọt bên cạnh các chỉ số cộng thêm. Còn khổ trước sướng sau, trong một cái thế có nhiều đồ thế này mà lại đánh chuỗi thua thì mất hay, nên quyết định cuối cùng của cô là lò rèn. Cô sẽ lấy vũ khúc tử thần và kiếm súng của khe nứt cho Samira. Xuyên cũng có phần với cái giáp lửa trên để có chút tranh và giảm hưu. Địch mới cấp 3 thôi nên không đáng lo. Emily có trận gia quân xuân sẻ và tích được 5% thưởng chinh phạt. Không cần lên cấp nhưng cô tiếp tục có trận thắng thứ hai khi hai vô pháp địch tiếp cận Cassiopeia trước chứ không phải Samira. Bông khói của Grace cũng vô dụng với Samira vì cô đã có kháng hiệu ứng. Bông hồng sa mạc, một mình, cân hết. 2.3, Samira gặp khó khi phải bắn vào Galio có dây chuyền ánh sáng và mùa đông vĩnh cửu. Món đồ on này làm Samira bắn chậm đi và bị choáng. Nhưng sau khi Galio bỏ mạng thì mọi việc dễ hơn hẳn. Vũ khúc giúp cô liên tục hồi phục và bắn nát đối phương. Cái xẻng bị kẻ lạnh, thế thì Emily Wang xin nhá. Thấy con Poppy bên kia có giáp gai tranh cứng quá, cô lắp thêm đồ cho Samira để hướng đến một chuỗi thắng dài. Tiếc là Samira tốn rất nhiều thời gian với con Poppy này. Milio đứng sau sút bóng free và không cho ngọn lửa win streak của Emily được thắp lên. Đến người đá thì nhân vật quan trọng giúp Samira thăng tiến sức mạnh đã xuất hiện, đó là chú chó Naviri. Đầu quái này mang về một máy nhân bản cùi, đôi ba con tướng và một kiếm. Bước sang 3 chấm, round sau sẽ tự lên 5, từ đấy tỷ lệ tướng 1 vàng sẽ ít đi nên Emily xả mạnh kiếm Samira 3 sao. Cô rôn vàng xuống đầu 1 và có được con Samira thứ 8 là dùng luôn máy nhân bản. Không tiếc hai vàng làm gì vì có khi roll thêm còn tốn hơn. Đen là ba con 2 sao không kịp thời gian hợp thể nên Samira trên sân vẫn là 2 sao. Để bù đắp tổn thất đấy thì game random ra blue cho Samira. Naviri hy sinh, nhập hồn vào Samira. Cô liên tọi spam chiêu, thả chó cắn người và giữ máu thành công. Giữ vững phong độ khi vòng chọn 2 tiếp tục là bậc vàng. Lớp phòng thủ chỉ dùng được cho Samira, còn các Noxus khác thì không ngon nên bỏ qua. Giãn cách xã hội cũng không tồi nếu có được mod Kaiser, nhưng đó là câu chuyện về lết. Emily muốn snowball ván đầu luôn nên đổi lại. Đồ cũng nhiều rồi nên cho qua lò rèn tấm trung. Ba cái mới là không phải hôm nay, cặp đôi hoàn cảnh và khỏe mạnh kép. Khỏe mạnh kép là cùi nhất vì trong bài này chỉ có hai tướng 2 sao là Swain và Naviri. Không phải hôm nay thì ngon vì Samira cần nó trong bóng tối để có bảo hiểm khi phải đứng riêng còn hưởng nội tại Naviri. Cặp đôi hoàn cảnh thì siêu ngon vì cặp đôi Samira không phải dạng vừa đâu, bắn cháy sườn ấy. Và lựa chọn cuối cùng chính là cặp đôi. Chess 5 kích đủ hệ cho Samira, thêm cặp đôi nữa bắn cho địch không kịp thở, mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Cháy cháy trên đỉnh xã hội nhưng Emily vẫn may mắn có được tướng 3 vàng cấm nước mắt. Up cấp và kích cặp đôi cho Cassiopeia, bên kia chiến tuyến là một con quỷ. 3.5 vác luôn Mordor 2 sao ra đấm nhau. Nhưng con Mordor này không được kích Noxus hay đồ tể, thành ra đam cụ khiêm tốn. Cô lo được. Samira đứng từ xa, lợi dụng tầm đánh, dứt điểm ác quỷ thiết giáp. Bãi sói chạm một kiếm, một nước mắt. Blue là món trấn phái của Samira trong bài này rồi nên là xài luôn. Cho Naviri cầm kiếm tử thần để chó con cắn đau hơn và tương tự khi nhập vào Samira vẫn vậy. Thừa thắng xông lên, cô áp 7 và kích 5 Noxus. Tạm thời chỉ dùng cặp đôi cho mỗi Samira thôi. Một núi không thể có hai hổ, hai nhà đang cháy đụng độ ngay đầu 4 chấm.
bên kia là Kale 3 sao đi với Demacia. Lần này thì Galio không thể làm mất thời gian của Samira nữa vì cô tích được số Noxus khá nhiều rồi và sốc đam tốc độ. Hàng thủ của Kale bị lùng ngay, Poppy và Fiora cũng phải nằm lại sau đấy. Kale đặt lên hàng 3 thì đời đi. Chuỗi thắng của Emily vẫn được giữ nguyên. Vòng chọn cuối lại các lõi vàng, cô roll lại cái 1 và 3 để tìm áp đảo hoàn toàn nhưng không có, nên phương án chắc cú sẽ là huy hiệu Noxus. Ấn Noxus lắp cho Naafiri, tạm bỏ Darius và dùng cặp đôi Swain. Nhà phù thủy thì cũng không gọi là yếu vì các tướng cần 2 sao hết rồi, nhưng để đỏ đam giữa mực 2 và Samira 3 thì kèo trên chắc chắn thuộc về bông hồng sa mạc. Tốc độ màu tranh của Samira là quá nhanh vì cô có khả năng trừ giáp trong kỹ năng, cộng dồn được với cung xanh nữa, nên giáp của các can trường không thành vấn đề. Cô bắn từ A đến Z và nâng chuỗi thắng lên con số 8. Vòng chợ lại tiếp tục có xẻng nhưng trái thèm nhặt. Emily top 1 cháy thế kia lại có thể dễ dàng lụng. Cô ghép giáp chest và dùng cặp đôi Mordor. Nhà lắp kính nhắm flex tới khi kết hợp rất nhiều tướng 4 vàng như Nila, Mordekaiser, Nasus, Sejuani và cả Belvet dù chỉ mới chest 7. Nila 2 giữ vị trí và triệt hạ Naafiri, chó con nhập vào Samira. Cô dắt chó đi dạo và thả cho nó cắn liên tội. Trong lúc Nila còn đang tấn công Swain thì đã bị Samira nhắm tới và lấy được cái bảo hiểm của áo trong bóng tối. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Sau khi tiêu diệt Darius thì Samira quay lại tấn công Nila, đưa cô ta lên bảng. Mordor 1 sao, máu giấy mỏng manh cũng phải nằm ngay sau đấy. Bài chim biến dị trả một găng và một dương đồ lẻ. 5.1, up 8, còn vừa cho 50 vàng và thêm Miss Fortune tăng mốc quân sư. Bốc đồ lắp cho Mordor phụ đam, nhưng cứ ngỡ như Donnie đóng giày vậy vì random ra đại bác và quyền trượng. Tái ngộ nhà Demacia, Galio cầm thú tượng đứng trên nhận đam, nhưng đây chỉ là Galio 2 nên sẽ không quá cứng đâu. Fiora 2 thì lại không được kích thách đấu và thiếu quyền năng nên khả năng câu kéo gần như bằng không. Cô chỉ tung điệu van tử thần đúng một lần rồi ra đi. Queen dùng chiêu cứ như kích mana cho Samira, và đó là thế trận quá áp đảo với chuỗi thắng 12 của Emily Wang. Đối thủ 5.3 là nhà thách đấu. Javan đầy mana vừa vào là nhảy luôn, nhưng Samira đã đứng một góc riêng nên không bị choáng. Sau khi bắn hạ Warwick thì cô lại lao lên hàng 3, focus Irelia. Ngay lúc này Fiora dùng điệu van tử thần tiếp cận được. Nữ kiếm sư chưa kịp dùng chiêu thêm lần nữa thì Samira quay đầu lại và thả chó, đưa cô lên bảng. Kai'Sa dùng cơn mưa Katia tháo chạy, nhưng quân ta quá đông nên không thể clear hết. Ai nữ bị dồn vào góc và một đi không trở lại. Đi chợ vòng 5 chấm về thì cô gián tiếp bổ sung sát thương cho Samira bằng cách cho Naafiri thêm một kiếm tử thần. Mordor lên 2, bỏ Miss Fortune và đánh 7 Noxus. Noxus hàng real đối đầu Noxus Fake. Chưa cần Naafiri phải nhập chính xác vào Samira thì lượng stack chinh phạt 35% của 7 Noxus cũng đã đem tới cho Samira nói riêng và các Noxus nói chung một lượng sát thương rất dì vào này nọ rồi. Mordor cho Nila một chùy, lấy đi hiệu ứng áo choàng. Sau đấy Samira focus và lấy mạng Ata. Mordor bên kia với cái móc câu giữ vị trí gõ pong pong cũng giết được khá nhiều chest, nhưng để hắn có thể 1-3 thì quả là nhiệm vụ bất khả thi. Đã là chuỗi thắng 14 và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận này như kiểu Emily Wang và phần còn lại nhỉ. Trong khi cô đang cháy phừng phừng với 94 máu thì 3 nhà đã ra đi, 3 nhà còn 1 máu và 1 nhà 13 máu. Cô lên 9 và còn rất nhiều tiền, nhưng cô vẫn chưa muốn xả hết mà chỉ đơn giản là kích cực đôi cho Mordor. Nhà thách đấu này thì quá khó rồi. Samira sau một nhịp bị Javan choáng thì dùng chiêu cộng 1 đánh thường là đủ cho Fiora bốc hơi. Bóng hồng tiếp tục lăn xả, lấy mạng lần lượt từ thầy 3 đến quỷ kiếm. Và khi Kai'Sa bị kết liễu thì kết quả combat cũng đã có, địch sẽ phải dừng ở top 5. Đến 6.3, top 1 chỉ cách Emily một round nữa thôi vì nhà kia còn đúng một máu. Trên sân lúc này đã có Saiyan, pháp sư cổ ngữ cũng được thêm vào kích hiệu triệu và thêm nguồn đam. Địch có giáp máu từ khe nứt cho Javan nên hắn tạo đại địa chấn đến 2 lần và choáng Samira. Emily giữ trong người hơn 50 vàng nên Vi tạo ra hàng loạt cánh cổng xả đam vào team địch. Mordor vẫn đang an toàn được gõ. Hắn di chuyển thông minh tiếp cận Miss Fortune rồi đá ngang sang chỗ Silco và Azir. Trong lúc đấy, Nasus bị Samira hạ gục. Ajok hiện hồn về, nhưng đáng tiếc Samira đã đổi mục tiêu và dứt điểm hoàng đế sa mạc chỉ với 2 lần ra chiêu. Silco được Mordor lo liệu, Ajok sẽ phải quy tụ với những người đồng đội đã khuất. Và đó là thế trận Snowball hoàn hảo do cô nàng Emily Wang tạo ra với bộ cờ Samira dắt chó đi dạo. Meta 13.19 đã cập bến,
Lúc này, hàng loạt cái tên ăn nấp, nhưng Samira cùng đồng bọn Noxus chả bị ảnh hưởng gì, nên anh em có thể thoải mái triển giáo án này trong rank nếu Samira cống hiến hoặc có đồ đẹp nhé. Chúc anh em thật nhiều may mắn. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ các giáo án hay ho từ cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.